Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 18 giờ 45 phút, tức là 15 giờ, nghĩa là 15 phút nữa thì chúng ta sẽ vào chương trình VTV1 lúc 7 giờ của ngày 31 tháng 10 năm 2021. Không biết rằng là VTV1 tối nay có nói gì hay không, nhưng tôi thật sự rằng là mong muốn Đảng và Nhà nước nghiêm túc nhìn nhận lại cái vấn đề thu phí tại nội đô. Hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh, báo chí cũng đã đưa tin và các bác cũng đã đều biết được rằng là bên phía của thành phố Hồ Chí Minh cũng dự định thu phí nội đô giống như là Hà Nội với cái giá là khoảng 70.000 cho một lượt vào nội đô. Nhiều khi tôi không hiểu rằng các lãnh đạo của chúng ta nghĩ gì. Có vẻ như là vấn đề ùn tắc giao thông nó quá nặng nề hay sao mà lại có những cái ý nghĩ hoặc những cái ý tưởng mà tôi thấy rằng là nó tương đối rằng là phi thực tế. Tất cả những bài báo, những chuyên gia hầu như rằng không có nghĩa lý gì khi mà có vẻ như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm thực hiện cái điều này. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh là anh Nguyễn Văn Nên và anh chủ tịch mới là anh Văn Văn Mãi có thể nghiêm túc đánh giá nhìn nhận lại vấn đề này hay không? Anh phía bí thư vừa bị kiểm điểm là anh Đinh Tiến Dũng và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là anh Chu Ngọc Anh có nghiêm túc nhìn nhận lại xem có thực tế là cần đến cái giải pháp này hay không? Trong khi đó chúng ta có quá nhiều giải pháp, trong khi đó chúng ta còn có quá nhiều hạn chế về giao thông công cộng, từ xe buýt cho đến rằng là đường sắt trên cao vân vân và mây mây, thật chưa đâu vào đâu, vỉa hè còn chưa có chỗ cho người đi bộ. Vậy mà chúng ta vẫn đưa ra cái giải pháp một cách rất là khiêm cưỡng. Trong khi đó ngay cả để mà giảm cái việc mà ô tô vào nội đô thì thậm chí rằng là tăng cái phí gửi xe lên các anh chị cũng không dám làm. Vậy thì làm sao một cái chuyện rằng là dựng một loạt 87 cái trạm như ở Hà Nội, 87 cái trạm bao quanh trong nội đô và từ đó đi vào rằng là mất phí từ này từ này từ này. Có một câu hỏi rất nhẹ nhàng, đó là từ khi nào nội đô lại trở thành cái chỗ làm tiền cho ai đó? Và cái việc xây dựng 2.700 tỷ này để việc xây dựng từng đấy trạm thu phí, như là 20 mấy tỷ cho một cái trạm thu phí, là tiền của nhân dân hay là tiền của ai đó? Đó là câu hỏi rất lớn để mà các vị có thể trả lời. Nhưng tôi thì có một cái nghĩ khác. Một số bạn thì rất nghiêm túc có một ý kiến trái chiều rằng là nếu như mà không làm những cái việc như vậy, như là bác Nguyễn Thanh Tâm Trần, bác ấy có nhắn tin và bác ấy nói hỏi như vậy, và comment hỏi như vậy trên trang cộng đồng. Bởi vì đến trang cộng đồng của tôi là để một cái bình chọn rằng là các bác có đồng ý hay không, thì bây giờ là chỉ có 19% là đồng ý và 18% là đồng ý, còn 22% thì đang là phản đối. Các bác có thể là vào cái trang này để các bác xem. Tôi sẽ để các bác vào để mà xem, các bác hãy bình chọn xem rằng là ổn hay không ổn. Đó. Đây là trang cộng đồng và các bác có thể thấy rằng là tôi có đặt một cái câu hỏi rất là nhẹ nhàng thế này, rất nghiêm túc. Đó chính là cái việc mà lắp trạm thu phí vào nội đô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tránh được tắc đường, để tránh tắc đường thì theo các bác có hợp lý hay không? Và có hai cái phương án lựa chọn là có, tôi hoàn toàn đồng ý, là đang được 18%, và không, là có nhiều giải pháp khả thi hơn, là đang chiếm 82%. Qua đó thì các bác có thể thấy rằng là đa phần mọi người là không đồng ý với cả cái giải pháp này. Ít nhất là bây giờ tôi sẽ để đến chán chê thì thôi. Để xem rằng các bác vào xem để ngó xem, hoặc là anh lãnh đạo nào vào để ngó xem rằng là đây có phải là một cách tham khảo ý kiến của người dân hay không. Bởi vì nhiều bác cũng nói rằng, tôi để lấy ví dụ như trong 18% đồng ý kia, thì có nói rằng là bây giờ tắc đường rất kinh khủng. Vậy thì tôi sẵn sàng chi trả một cái số tiền để mà giảm tắc đường, ví dụ thế. Hoặc rằng là anh phải thấy rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nó là đột phá để tránh tắc đường, để giảm được cái tắc đường tại Hà Nội. Và biết đâu đấy, nó lại là một giải pháp khả dĩ thì sao? Nhiều nước đã làm rồi. Xin thưa, đúng là nhiều nước đã làm rồi và người ta đã phải gỡ bỏ rồi. Và người ta đã phải dỡ bỏ rồi. Báo cáo các bác là thế. Và ở đây, chúng ta nhìn nhận thế này này. Vậy thì đúng là bây giờ chúng ta đang có một cái câu là bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Nhưng chúng ta quên mất cái bế đằng sau, đó là dám chịu trách nhiệm. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đưa ra các giải pháp đột phá. Đúng không ạ?
Vậy thì rõ ràng là dám nghĩ dám làm là rất tốt. Trong đại dịch vừa rồi là bí thư quận 6 cùng với cả là bên Củ Chi hay Cần Giờ thì tôi không nhớ lắm, là có những giải pháp mà đột phá trong đại dịch, như là dùng thuốc tại nhà và đang mang hiệu quả và đã mang hiệu quả rất cao và được ứng dụng rộng rãi rồi. Thế nhưng mà ở đây các anh chị dám nghĩ dám làm ở trong cái giải pháp này thì các anh chị có nghĩ rằng là nó có bản chất khác nhau hay không? Ví dụ như là bên kia, chỗ bên kia là nó như thời chiến vậy, cần những giải pháp đột phá chưa từng có tiền lệ nhưng vẫn phải đúng rồi. Thì ở đây ấy, là giải pháp trong thời bình, nghe các bác, và nó cần cái sự đúng luật đầu tiên là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cần một cái sự căn cơ nào đó. Vậy thì tôi chỉ xin chia sẻ với cả các bác thế này, vậy thì các anh chị đó có dám chịu trách nhiệm hay không, và chịu trách nhiệm tới đâu? Trách nhiệm thì có hai cái để họ chịu trách nhiệm. Thứ nhất, nếu đưa ra các giải pháp liên quan tới tới tránh việc mà tắc đường như vậy, thì cái trạm thu phí này nó có giảm được lượng ô tô 20% như anh chị đã nói không? Nghĩa rằng các anh chị phải đặt ra cái mục tiêu cụ thể ở đây là giảm bao nhiêu phần trăm trong các lượng ô tô. Rõ ràng chúng ta chưa từng thấy cái điều này, đúng không ạ? Rất nói chung chung. Và khi mà không đạt được cái mục tiêu đó thì anh chị phải chịu trách nhiệm gì? Đấy là cái rất là rõ ràng. Các bác nào đi làm thì đều có KPI mục tiêu cả. Các bác sale thì đều có một cái doanh số cả. Không đạt được doanh số thì nghỉ thưởng thôi, đúng không? Đó, nghỉ lương nghỉ thưởng thôi, nghỉ thăng chức, chuyện rất bình thường. Thậm chí là về vườn, với những người yếu kém quá mà không đạt thành tích cụ thể, thậm chí là về vườn, có đúng không ạ? Thứ hai nữa là khi xảy ra các hệ lụy đi kèm theo, hệ lụy về văn hóa xã hội liên quan đến việc phân biệt vùng miền giữa nội đô và ngoại thành, đó. Thì đó là cái mà hệ lụy về văn hóa, hệ lụy về thẩm mỹ, đúng không ạ? Xây từng đấy cái trạm thu phí thì nó còn gì là thủ đô nữa, còn gì là nội đô nữa, đúng không ạ? Đó, rồi rất nhiều những hệ lụy khác mà sau này rằng là các nhà khoa học với cả là những nhà khoa học và những người mà gọi là giáo sư tiến sĩ, người ta sẽ phân tích để mà đưa ra cái điều đó. Nếu chấp nhận và đưa ra những cái hệ quả, anh phải chịu trách nhiệm gì, hay là chỉ là một cái sợi dây rút kinh nghiệm dài chưa từng thấy? Nhân dân với cả nhân dân, và đặc biệt nhân dân thủ đô, đâu phải là cái chuột bạch, cái con chuột bạch để anh chị thí nghiệm lên lúc nào thí nghiệm. Và nếu như mà thành công thì vỗ tay hoan hô nhau, tăng nhau lên bằng rời, thậm chí thằng lên lon lên chức, lên được nhiều cái quyền lợi khác. Thế nhưng mà nếu mà không có vấn đề gì, nghĩa là nếu không đạt được thì thì chúng ta cười sờ với nhau, rút kinh nghiệm. Làm gì có cái chuyện như thế ở trên đời? Tôi mong muốn rằng là kể cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương nên đề ra từng mục tiêu cụ thể để rõ ràng xem rằng là anh chị này khi làm và làm những cái giải pháp như thế thì khi nếu mà nó có một cái hệ lụy nào đấy thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Thậm chí lúc đấy anh chị nghỉ hưu rồi, anh chị có chịu trách nhiệm hay không? Và chịu trách nhiệm ở mức độ nào? Đâu phải cách chức hay làm mọi thứ là xong, nghỉ hưu rồi được cách cái quái nào được? Ví dụ thế. Cách được một cái danh là cách chữ nguyên thôi. Nhưng mà cách cái quái được, đằng nào các anh chị cũng gọi rằng là nó kia ở đây rồi. Rõ ràng đây là một cái vấn đề rất hệ trọng, nhưng người ta suy nghĩ một cách hời hợt, một cách tùy tiện. Bao nhiêu giải pháp không là, mà chỉ có giải pháp này. Tôi lại phân tích tiếp lại cho các bác con số 2.700 tỷ và con số 300 tỷ. Thế nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ nhé. Thứ nhất, đây là con số đầu tư và con số gọi rằng là thu hồi lại được. Đó, có nghĩa rằng là con số nguồn là giống như các bác là đi đầu tư 1.000 tỷ, thì các bác thu hồi lại được 30 tỷ. Đó. Cái doanh số hàng năm thì các bác được sẽ được bao nhiêu tiền? Ví dụ đầu tư là 2.700 tỷ, nhưng thu lại là con số là 300 tỷ. Chưa nói đến cái việc đầu tư 2.700 tỷ cho 87 cái trạm đó, thì mỗi trạm tương ứng là bao nhiêu tiền, thì các bác chia thử cho tôi biết, để thấy rằng là con số nó khủng khiếp như thế nào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chi phí vận hành. Thì là ăn vào con số của con số là 300 tỷ mà doanh số. Thì trừ đi 100 tỷ là cứ cho là bảo trì phần mềm rồi là nọ kia rồi thưởng thiết các thứ rồi là lương nhân viên rồi là các chi phí rồi xe cộ cho các anh lãnh đạo vân vân, rồi thậm chí là chi phí tiếp khách để các anh đi tiếp khách lắm chuyện kiểu kiểu đấy. Thế thì là còn 200 tỷ thôi là tiền lời, là cứ cho là tiền lời mang về cho thành phố. Vậy thì tại sao lại con số đầu tư nó lại cực đắt và con số thu lại được nó lại cực rẻ? Nó lại cực rẻ ở đâu? Các bác tưởng tượng thế này này, có một đường này, các bác á, là khi đầu tư một cái công trình càng đắt tiền thì các bác khi mà xây dựng thì các bác sẽ có được cái phần nào, có được cái phần nào ở đây, đúng không? Rồi khi mà các bác
mà cái chỗ này dự án nó không hiệu quả, các bác bán đi, thì đương nhiên về mặt thị trường giá nó sẽ là rẻ. Giá nó sẽ là rẻ. Tôi nói nhỏ với các bác thế thôi. Cái trò này ấy, báo cáo với các bác rằng nó diễn ra hai mấy năm nay rồi. 20 năm nay rồi. Và khi rẻ thì bán đi rẻ. Nhưng thực tế nó có rẻ không? Còn lâu nó mới rẻ. Mấy triệu dân ở nội đô với cả ngoại thành đi vào thì còn lâu nó mới rẻ. Bao nhiêu người phải mưu sinh ở Hà Nội và người ta đi ô tô từ ngoại thành, người ta đi vào nội đô để người ta làm việc, thì bao nhiêu mà là rẻ, đúng không? Hàng ngày phải đến hàng trăm ngàn lượt từ nội đô đi vào, và thậm chí cả triệu lượt đi vào, làm sao mà rẻ được? Báo cáo các bác là thế. Tôi lấy ví dụ như lấy rẻ là 10.000 đồng cho một lượt vào nội đô không thôi thì đã ăn mất cái con số 300 tỷ bao nhiêu lần. Các bác cứ tự tính xem một ngày bao nhiêu người nội đô lượt vào, trong khi đó rằng là chủ yếu Hà Nội là dân nhập cư người ta đi vào. Vậy thì chúng ta cứ lấy nửa ra là 1 triệu người đi lượt vào đi, thôi là 500.000 người thôi. 500.000 người, mỗi người là 10.000 đồng, là một ngày thu được bao nhiêu tỷ, và nhân lên 365 ngày thì các bác thì nhân lên được bao nhiêu tỷ. Thế các anh lấy con số ra lè thế nào, các anh lấy con số ra để các anh lè mọi người. Báo cáo các bác thế, 300 tỷ đấy đâu ra 300 tỷ. Hay là lúc đấy các anh sang nhượng đi rồi lại vào cơ quan, rồi lại vào các công ty gọi rằng là cùng nhóm với nhau, rồi lại vào các công ty khác cùng lợi ích với nhau, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy rất dễ dàng. Những người nào đã quan tâm đến kinh tế thì đó là một cái bài vô cùng ở đã 20 năm nay nhẵn mặt rồi. Nhẵn. Thế nhưng mà họ vẫn là. Tại sao họ vẫn là? Và các bác lại tiếp tục hỏi một câu hỏi tiếp theo rằng là nó không hiệu quả như thế thì chắc gì đã là. Đúng không? Đấy. Lợi ích đấy. Lợi ích từ cái lúc mà ta có thể cấu làm ít dự án càng lớn thì bonus tiền phần trăm commission càng nhiều, đúng không? Càng nhiều. Các bác thử nhân xem là một cái trạm thu phí mà xây lên khoảng tầm mấy mét cái thứ linh tinh, vài cái bốt, sau đó là một vài cái máy tính kết nối phần mềm quét quét qua quét lại, thậm chí là không cần nhân viên bởi vì là nó chạy qua chạy lại thế này, không thu phí không dừng. Tôi ví dụ thế, đâu phải ai cũng có thu phí không dừng đâu. Ví dụ vậy, thì cứ quét qua quét lại thế này, đúng không ạ? Hay chỉ cần một vài người mà thu phí không dừng nó không hoạt động, hoặc là bị lỗi phần mềm lại phải dừng lại để mà trả cái tiền trực tiếp, thì một vài các bác biết rằng cái xe Hà Nội mà chỉ dừng phát cái là tắc bố đường ở đâu nữa. Thì đó trong khoảnh khắc đó thành điểm nghẽn. Thế thì bây giờ nhá, các bác thử nhân lên mấy cái chi phí đấy cho tôi để xem rằng là một cái chi phí đó thì liệu rằng là có khoảng 20 tỷ có xây được không, 20 tỷ xây được không, 10 tỷ xây được không. Tôi là ví dụ thế, thì các bác thể thấy rằng trong khi đó tiền đất không mất. Tiền đất có mất đâu, xây đường mà. Đó. Để cho các bác, cũng như ông đấy, cũng cái ông mà vẽ ra những dự án như thế, thì báo cáo với bác rằng là cho họ 20 tỷ mà cho họ một cái mảnh đất họ xây, thì họ xây như một đô đài nguy nga, nội thất trang thiết bị hiện đại, sơn son thiếc vàng. Xây cho mình thì tiết kiệm, và xây cho mình thì hiệu quả lắm, sang trọng hiệu quả lắm. Nhưng mà xây cho nhân dân thì rất là kinh khủng. Đó. Tất cả mọi thứ nó là tiền của dân hết, tiền từ dân mà ra hết. Và xây hoặc là chi tiêu cái gì thì rất đắt, nhưng thu lại cái gì thì rất nhỏ. Và khi lại bán thì cũng cái nhỏ đấy bán cho những cái gọi rằng là công ty thân hữu, anh em thân hữu, thì lại bán rẻ, nhưng mà cái đó lại giá trị rất là cao. Cái vụ AVG thì các bác có thể thấy được rồi. Giá trị AVG đâu có phải là 9.000 tỷ như mấy anh chị cứ nói được. Cố tình mua rẻ thì có cái gì đâu mà. Cho nên là đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận thấy. Và tại sao tôi lại phải nói nhiều như thế này? Bởi vì các bác ạ, đây mới chỉ là đề xuất. Đây chỉ là đề xuất nha. Còn khi đã có quyết định rồi thì không nói được nữa. Bao giờ mình có sai phạm lúc đấy mới nói được. Có chứng cứ sai phạm lúc đấy mới nói được. Chứ còn khi đã quyết định rồi cái thì không nói nữa. Nói xong phát cái là ủy ban, rồi các anh công an, các anh an ninh, rồi là thậm chí rằng là các anh sở thông tin và truyền thông lập tức là go cổ ngay lập tức đó. Mày nói đi kia phạt mấy triệu. Đấy là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bác điều này. Bây giờ dự án nó chưa ra, mới chỉ là đề xuất và đưa ra một cái dư luận này, thì chúng ta còn có cái để mà thay đổi, còn có cái để mà nói chuyện, còn có cái để mà lên phàn nàn.
Còn khi đã vào rồi thì báo cáo với các bác rằng là thôi, tôi là người hiểu, cho nên là tôi còn lâu tôi mới nói cái lúc đó. Khi đã quyết định rồi, hội đồng nhân dân đã phê duyệt rồi, thôi kệ các anh. Thế thôi, Đà Nẵng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi có vào nội đô đâu. Ví dụ thế. Đấy là cái mà chúng ta có thể làm suy nghĩ để mà chúng ta làm được cái việc này. Còn còn sau đó thì thôi, nếu mà chuyện nó vất vả, nhưng mà tôi vẫn mong muốn rằng sẽ phải hệ quả ra là các anh đó phải chịu trách nhiệm gì. Các anh tự tin làm những điều như thế, các anh phải có được cái trách nhiệm của mình ở trong đó, và phải gắn cái trách nhiệm vào những cái công trình và những cái việc này của anh đó. Không có chuyện là cười hề hề với nhau rồi sau đó là xòe xòa với nhau rồi đã thôi, và lại tiếp tục quá trình gọi là thăng tiến vượt bậc lên lo lên trước đâu. Đừng có nghĩ chuyện đó. Ví dụ vậy, phải gắn trách nhiệm vào những cái mà các anh quyết định quyết sách, thì lúc này các anh mới có cái suy nghĩ để mà thăng tiến được, thì anh phải làm vì dân. Phải gắn, hay tôi gọi rằng là gắn cái KPI đấy vào những quyết sách của các anh đấy. Phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.